Game tiếp theo, Run Cat. Đại khái là con mèo bắn súng. À, game này cụ thể đấy, có con mèo. Ui. À, con mèo này nó kiểu bực mình ấy, nó bị điên ấy, mẹ bắn loạn lên. Quẩy lên em, quẩy lên. Quẩy lên, sẽ bắn liên tục này không sao à, không mất tiền à? Cái này thì cứ chơi bấm thôi là được đúng không? Ôi, tại sao mình lại chết? What the fuck? À, hết đạn là chết luôn. Thế bây giờ làm nào để có đạn ta? Bắn con này được tiền này, bắn con này thì được sao? Bắn à, bắn cái con có đạn là sẽ được đạn. Tránh cái con mà nó có cái quả bom ra là được. Đấy, cũng dễ không? Hiểu không? Đấy rồi. Ủa, điểm cao quá rồi. Rồi, hết đạn rồi. Chết. Hết đạn rồi. Điểm cao. Bố muốn điểm cao. Ui, điểm đã cao quá, không dừng lại được. Chết rồi, đấy. Điểm số của mình hiện tại là bao nhiêu đây? 4.800 đấy. Đố bạn nào vượt qua được 4.800 của mình. Sang game khác. Game thứ 1, 2, 3, 4, 5. Game thứ 5 à. Hay đấy. Nhạc rất là hay. Rồi, ok. Chúng ta có một cái đường băng. Ui, cho anh hiểu cao bồi không gian nhỉ. 3D cái khủng. Kiểu nếu mà ăn phần 8 ấy là chạm vào thành đường là chết ấy. Nhưng mà cái trò này không có thành, không có lề đường luôn. Quẩy luôn. Mình đang xếp thứ hai rồi, thứ nhất rồi. Rồi ôi giỏi quá. Có nút bắn không? Ui có nút bắn này, giống kiểu trò này giống kiểu Crazy Cat ngày xưa. Đấy, có thể bắn súng. Rồi, đối thủ của mình đang là ai? Mình đang đi thứ nhất rồi, không có đối thủ. Cái này người ta gọi là vô đối. Trời ơi, nó đi trước rồi, bây giờ làm nào để có cái súng bắn chết bê nó đi. Final lap rồi mà bây giờ mình đang ở thứ 4 này. Chi đã vãi. Tóm tắt lại một tí thì cái tựa game này rất là giống Crazy Cat. Trên đường đi thì các bạn có thể ăn những cái vũ khí hoặc là những cái giúp cho các bạn bay nhanh hơn. Game cuối cùng thì nó thật là cái game này nó mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Rắn, săn mồi. Đấy, bắt đầu tìm lại được cảm giác của ngày xưa đấy. Kiểu nhưng mà nó mà đen trắng thì tốt, chứ bây giờ ngày xưa mình toàn chơi đen trắng cho nên là cảm giác nó màu nó cứ bị hiện đại quá thế nào ấy. Rồi, quá đỉnh. Bấm nhầm nút thôi mà. Rewind đi. Cái trò này tên là Snake Rewind, đó là các bạn có thể quay ngược thời gian kiểu X-Men Day of the Future Past ấy. Ui, cả đấy khó thế mà mình cũng vượt qua được, giỏi vãi. Khổ nhờ cái trò chơi này bị một cái là nó không nhanh lên ấy, đâm ra là rắn của mình nó đi rất là chậm. Nó hơi bị nhàm chán một tí. Nhưng mà không sao, vẫn chết được mà thôi. Rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa mới trải qua 5 game. Toàn những game khá là khó chơi. Các bạn có thể tải những game này về và chiến thử nếu các bạn thấy hay. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Konnichiwa Kawasaki.